đây là bài tập đọc thứ năm hãy đọc to từ số một say số hai if i may say số ba my family bạn phát hai âm khác nhau được biểu thị bằng con chữ why có giống người mỹ không Hãy đọc lại số 3. My family. Hãy đọc số 4. Trong trường hợp này, dấu lược chỉ sự sở hữu. Lưu ý rằng hai con chữ K và C được phát âm như nhau. Kate's cat. Số 5. Kate's cat is fast. Từ số 6 có một âm mới. Hãy đọc to từ này theo người Mỹ. Cash. Cash. Lưu đến âm được biểu thị bằng tổ hợp SH. Bây giờ, bạn hãy thử đọc từ số 7. She số 8 She likes fish. số 9 Is it fresh? số 10 We wish. Từ số 11 cũng có âm mới này. Hãy nghe và nhắc lại. action Âm, um, sh, thường được biểu thị bằng tổ hợp T-I-O-N hay tổ hợp S-I-O-N. Hãy thử đọc từ số 12. Section Section Từ số 13. Tension Từ số 14 diction Số 15 She's my wife. She's my wife. Số 16 She's shy. Hãy thử đọc từ số 17, đây là một từ được giới thiệu trong loạt bài này. Why? Lưu ý rằng tổ hợp WH thường được phát âm như W. -h. Hãy đọc lại từ số 17. Why? Số 18. Why mention it? Why mention it? Bài tập đọc thứ năm đến đây là hết.